Quê em anh đến có trời mây chập trùng, xa những thành đô phố thị đèn hoa. Anh về vùng cao Ba Thước thân yêu, ơi đỉnh Pù Luông cao vút mây trời. Anh lên chợ phiên mến thương cô gái, duyên dáng cười xinh ánh mắt ngọt ngào. Anh đến nơi đây say đắm lòng người, vượt suối ngàn đi tới Bản Đôn. Yêu em người ơi, cô gái Thái yêu thương, say giữa điều xòe ta uống cùng nhau cho má hồng. Kìa con mắt liếc qua em về Cô Luông, đưa anh đến Kho Mường. Ta đến bên nhau, núi rừng nở muôn hoa nơi đây điều khen. Tiếng khóc thân thương như tình yêu anh đã trao em người ơi. Quê em anh đến có trời mây chập trùng, xa những thành đô phố thị đèn hoa. Ta về Điện Quang lên thác mơ kia, phong trào cần vương còn ghi qua bao đời. Son Ba Mười ơi, lễ hội xuân đến, vang tiếng cồng chiêng đắm say vùng cao. Xuôi cá bên em, cô gái Bản Mường, cùng anh về Ba Thước người ơi. Yêu em người ơi, cô gái Thái yêu thương, say giữa điều xòe ta uống cùng nhau cho má hồng. Kìa con mắt liếc qua em về Cô Luông, đưa anh đến Kho Mường. Ta đến bên nhau, núi rừng nở muôn hoa nơi đây điều khen. Tiếng khóc thân thương như tình yêu anh đã trao em người ơi. Yêu em người ơi, ta uống cùng nhau cho má hồng. Kìa con mắt liếc qua em về Cô Luông, đưa anh đến Kho Mường. Ta đến bên nhau, núi rừng nở muôn hoa nơi đây điều khen. Tiếng khóc thân thương như tình yêu anh đã trao em người ơi. Như tình yêu anh đã trao em người ơi. Như tình yêu anh đã trao em người ơi. Quê em anh đến có trời mây chập trùng, xa những thành đô phố thị đèn hoa. Anh về vùng cao Ba Thước thân yêu, ơi đỉnh Pù Luông cao vút mây trời. Anh lên chợ phiên mến thương cô gái, duyên dáng cười xinh ánh mắt ngọt ngào. Anh đến nơi đây say đắm lòng người, vượt suối ngàn đi tới Bản Đôn. Yêu em người ơi, cô gái Thái yêu thương, say giữa điều xòe ta uống cùng nhau cho má hồng. Kìa con mắt liếc qua em về Cô Luông, đưa anh đến Kho Mường. Ta đến bên nhau, núi rừng nở muôn hoa nơi đây điều khen. Tiếng khóc thân thương như tình yêu anh đã trao em người ơi.
anh đến có trời mây chập trùng, xa những thành đô phố thị đèn hoa, ta về điện quang lên thác mơ kia, phong trào cần vương còn ghi qua bao đời. Son 30 ơi, lễ hội xuân đến, vang tiếng cồng chiêng đắm say vùng cao, xuôi cá bên em cô gái bạn Mường, cùng anh về Ba Thước người ơi. Yêu em người ơi, cô gái Thái yêu thương, say giữa điều xòe ta uống cùng nhau cho má hồng, kìa con mắt liếc qua. Em về cô luôn, em đến cô mà. Ta đến bên nhau, sang bên này tí bà ơi, nhưng nó quất quất qua quay không được. Đấy, cứ lần lượt lên từ từ. Đấy, cái em này là phải rót đây vào. Bình tĩnh lên lần lượt đi. Ra đây gái chỗ đứng đây, đứng đây là chỗ này nè. Đứng ở chỗ anh bê rượu kìa. Nó đẹp kìa. Đi cho chú rể chén nha. Đón dâu cho chú rể chén. Quê em anh đến có trời mây chập trùng, xa những thành đô phố thị đèn hoa, anh về vùng cao Ba Thước thân yêu, ơi đỉnh Pù Luông cao vút mây trời.
anh lên chợ phiên mến thương cô gái duyên dáng cười xinh ánh mắt ngọt ngào. Anh đến nơi đây say đắm lòng người, vượt suối ngàn đi tới bản đồn. Yêu em người ơi, cô gái Thái yêu thương, say giữa điều xòe ta uống cùng nhau cho má hồng kìa con mắt liếc qua. Em về cô luôn, đưa anh đến khó mường, ta đến bên nhau núi rừng nở muôn hoa nơi đây điều khen tiếng khóc thân thương như tình yêu anh đã trao em người ơi. Quê em anh đến có trời mây chập trùng, xa những thành đô phố thị đèn hoa. Ta về Điện Quang lên thác mơ kia, phong trào cần vương còn ghi qua bao đời. Son 30 ơi lễ hội xuân đến, vang tiếng cồng chiêng đắm say vùng cao. Xuôi cá bên em cô gái bạn Mường, cùng anh về Ba Thước người ơi. Yêu em người ơi, cô gái Thái yêu thương, say giữa điều xòe ta uống cùng nhau cho má hồng kìa con mắt liếc qua. Em về cô luôn, đưa anh đến khó mường, ta đến bên nhau núi rừng nở muôn hoa nơi đây điều khen tiếng khóc thân thương như tình yêu anh đã trao em người ơi. Yêu em người ơi, ta uống cùng nhau cho má hồng kìa con mắt liếc qua. Em về cô luôn, đưa anh đến khó mường, ta đến bên nhau núi rừng nở muôn hoa nơi đây điều khen tiếng khóc thân thương như tình yêu anh đã trao em người ơi. Như tình yêu anh đã trao em người ơi. Như tình yêu anh đã trao em người ơi.
Và chúng tôi sẽ được nồng nhiệt hân hoan chào đón sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình. Sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cơ mơ, cơ mác, chú dì, anh em, bạn bè, bà con lối xóm chúng ta đang có mặt đủ đầy từ nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ được ban phép tài lời cho ekip thực hiện chương trình. Xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta đang được trở về tại khoảnh khắc yêu thương, khoảnh khắc giao thoa của đất trời. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thôi, chúng ta đã cảm nhận được rất rõ cái tiết trời se se lạnh của những ngày cuối mùa thu năm 2022. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng và khẳng định rằng ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mà thiên thời, địa lợi và nhân hòa, không gian đẹp, thời tiết đẹp, con người cũng đẹp. Chúng ta đang được trở về đây cùng khoác mình với những bộ trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất để được mừng hạnh phúc cho đôi con trẻ được trăm năm hạnh phúc. Và xin được kính thưa với các cụ, các ông, các bà, cô chú, chú bác, cùng toàn thể quý vị thân mến, sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị ngày hôm nay thì đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc rất lớn đối với đại gia đình chúng tôi. Cho phép những làm chương trình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả sự hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà, cảm ơn các bác, chú dì, anh em, bạn bè, bà con lối xóm được trở về đông đủ trong nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Và kính thưa với hai bác trưởng đoàn thân mến, kính thưa với toàn thể các ông, các bà, cô chú, chú bác, toàn thể quý vị được trở về nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay để cho cô dâu và chú rể có một chương trình đại lễ thành hôn long trọng, đúng và đủ theo đúng với phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hai bên gia đình của chúng ta sẽ phải hoàn tất đầy đủ với 5 bước, ứng với 5 chục chầu, 5 chai rượu, gồm các bước dạo ngõ, ăn hỏi, xin cưới, nạp tài và xin dâu. Và kính thưa quý vị, cách đây ít giờ đồng hồ thôi thì hai bên gia đình của chúng ta đã được hoàn tất với bước thủ tục quan trọng thứ 5, đó chính là bước thủ tục xin dâu, đã được diễn ra một cách trang trọng, ấm cúng, thành công tốt đẹp tại tư gia tòa nhà lớn của gia đình ông bà Hà Văn Sinh và bà Ngân Thị Huy tại thôn Cao Hong, xã Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa. Và lúc này chúng ta đang có mặt tại trung tâm nhịp cầu sân khấu và trở về với tư gia tòa nhà lớn của gia đình Hoàng Đại Trai chúng tôi tại gia đình ông bà Lương Văn Đuân và bà Lương Thị Hà tại thôn Hiên, Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa chúng tôi. Cho phép những làm chương trình chúng tôi xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Và kính thưa với các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè và quý vị, chúng ta đã có mặt với nhịp cầu sân khấu thân mến của chúng ta ngày hôm nay. Cũng chính bởi để cho cô dâu và chú rể chính thức liên duyên chồng và vợ, trước tiên là bạn trẻ sẽ phải dựa trên tình yêu tự nguyện của hai em, sau đó phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố cơ bản, thưa quý vị, đó là về mặt pháp lý, về gia đình và xã hội. Về mặt pháp lý, cô dâu và chú rể đã hoàn thiện xong cái đi ít hôm, và ngày hôm nay với cương vị là hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đủ đầy của hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình, có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, bà con lối xóm trở về rất đông đủ trong buổi chiều ngày hôm nay. Nào quý vị ơi, lúc này đây chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng và chào đón hai bên gia đình ạ. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và giờ lành đã đến và giờ tốt cũng đã điểm, cho phép những người làm chương trình chúng tôi ngày hôm nay xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho đôi con trẻ cặp trai tài gái sắc Lương Minh Sánh Duyên cùng Hà Xuyến xin phép được bắt đầu. Và kính thưa quý vị thân mến, và lúc này chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu chính để chúng ta được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu chú rể Lương Minh, cô dâu Hà Xuyến, em sẽ cùng khởi thân đứng lên nào. Với những lời cảm ơn chân thành, sự ra mắt hoàn hảo của hai em, chắc chắn rồi cô dâu và chú rể không thể nói hết được bằng lời đâu thưa quý vị. Để thay vào đó, chúng ta sẽ cùng được đón nhận một cái cúi đầu thật sâu của cô dâu và chú rể. Để thay cho ngàn lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị, một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa của quý vị để chúng ta được chúc mừng và đón nhận. Xin mời. Và xin được kính thưa với các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cũng như toàn thể quý vị thân mến, gặp gỡ yêu thương nhau thì đó là chữ duyên, và để được nên vợ và thành chồng thì đó là chữ phận. Thì đến ngày hôm nay, hai con, hai cháu của hai gia đình chúng ta đã hội tụ đầy đủ chữ duyên và chữ phận. Để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, mà em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Đến ngày hôm nay, hai bên gia đình của chúng ta đã thống nhất được ngày lành tháng tốt. Ngày hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Nhâm Dần, cho phép đôi con trẻ đưa con tình của mình cập bến bờ hạnh phúc, cho phép hai bên gia đình của chúng ta chính thức kết nối tình thông gia. Và lúc này chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu, hướng sự quan tâm của quý vị trở về với cô dâu và chú rể. Cho phép cô dâu và chú rể, họ sẽ được trao chọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Nào xin mời cô dâu và chú rể chuẩn bị với nghi thức tuyệt vời thiêng liêng của hai em. Xin mời. Kính thưa quý vị, một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn, vượt không gian, vượt thời gian đã được minh chứng đủ đầy tại nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay. Và lúc này đây, cô dâu và chú rể họ sẽ được trao chọn cho nhau cặp nhẫn cưới yêu thương.
một vòng tròn tình yêu, một vòng tròn khép kín. Và với vòng tròn này có một điểm bắt đầu nhưng không bao giờ có điểm kết thúc. Nó minh chứng cho câu chuyện tình yêu chính thức được lên ngôi và trường tồn mãi mãi. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể trong khoảnh khắc yêu thương này. Còn lúc này, bằng cách nào đó, cô dâu và chú rể sẽ cùng khoe chiếc nhẫn yêu thương của hai em với hai bên gia đình, với toàn thể anh em bạn bè nào. Đó là bằng cách giơ đôi ngón tay yêu thương của hai em lên, đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị để chúng ta được chúc mừng cô dâu và chú rể đi ạ. Xin được chúc mừng cho mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngàn đời đã được keo sơn và gắn bó. Kính chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thế. Và lúc này xin mời em sẽ tiến bước trở về bên phía tháp bánh tình yêu đã được ban tổ chức chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đẹp mắt dành cho hai em. Xin mời. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo cho nghi lễ cưới hỏi của dân tộc Việt chúng ta sẽ được tái hiện một cách trọn vẹn, đủ đầy từ nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, trước mắt quý vị, trước mắt chúng ta đây là những tầng bánh yêu thương vô cùng ngọt ngào và trang trọng, sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, xưa và nay để chúng ta được minh chứng giây phút đăng quang tại nhịp cầu sân khấu thêm vần lung linh muôn sắc màu. Và lúc này xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ tay trong tay nhẹ nhàng lát cắt tầng bánh yêu thương của hai em vào đó với hai lát cắt yêu thương. Xin mời. Với những tầng bánh yêu thương này xin được thay lời cô dâu và chú rể gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành đến những bậc làm ông làm bà, làm cha và làm mẹ đã có công ơn sinh thành dưỡng dục cho hai con, hai cháu có được ngày vui tròn vẹn như ngày hôm nay. Đồng thời cũng xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, anh em, bạn bè, bà con lối xóm trở về tham gia chương trình ngày hôm nay, góp phần cho chương trình của chúng ta được diễn ra thành công và tròn vẹn. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng tất cả quý vị, những người làm chương trình chúng tôi, và đặc biệt chúng tôi muốn nói đến đó chính là đôi con trẻ Lương Minh, Hà Xuyến, có thể có hàng trăm, hàng nghìn con đường để đi, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để về thôi ạ, đó chính là hạnh phúc gia đình. Và ngày hôm nay là ngày dấu ấn chung đôi, ngày đẹp mắt trang trọng của đôi con trẻ. Ngay sau khi cô dâu và chú rể hoàn thiện xong với những tầng bánh yêu thương này, đồng thời cũng đã được khẳng định với toàn thể quý vị, ngày hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Nhâm Dần là ngày tháng tốt, đôi con trẻ hai bên gia đình chúng ta, Lương Minh, Hà Xuyến chính thức nên duyên chồng vợ, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị ạ, để chúng ta được chúc mừng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và lúc này xin mời em sẽ được tiến bước trở về với trung tâm đại khoa trang trọng và trở về bên phía tháp rượu tình yêu của hai em. Xin mời. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu đi ạ. Với những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo trong lễ cưới hỏi của dân tộc Việt chúng ta sẽ tái hiện một cách trọn vẹn tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính này. Hòa quyện với đó sẽ là những nét đẹp văn hóa có cho lọc được du nhập từ phương Tây. Và đây, những chai rượu sâm banh được du nhập từ phương Tây đang có mặt tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếng nổ vang dòn của chai rượu hạnh phúc đầu tiên của cô dâu và chú rể. Để có được điều đó, đúng rồi, chú rể sẽ phải lắc thật mạnh chai rượu của em. Và sau đó sẽ mở nắp chai. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi, thưa quý vị, tiếng nổ vang dòn sẽ được nổi vang lên tại nhịp cầu sân khấu. Rất tuyệt vời. Và nào xin mời em sẽ cùng nâng cao lên nào, cùng rót tràn tháp ly này. Xin mời. Quý vị ơi, chúng ta sẽ hướng trở về với cô dâu và chú rể đi ạ. Hướng sự quan tâm của quý vị trở về với câu chuyện tình yêu đẹp của đôi con trẻ. Kính thưa quý vị thân mến, một con suối của màu hồng, con suối của tình yêu, con suối của sự thủy chung đang được chảy tràn trên căn phòng hạnh phúc, đang được hòa quyện với những làn khói trắng lung linh muôn sắc màu, thưa quý vị, được tạo ra từ viên đá khói vô cùng yêu thương và đẹp mắt. Những cơn gió nhẹ đang được trở về với nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay tô phần sinh động cho nhịp cầu sân khấu chính, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, cũng chính bởi con suối màu hồng này, con suối của tình yêu này, con suối của sự thủy chung này đang cùng chung chảy về một hướng để xây nên một lâu đài tình ái. Người trị vì không ai khác, thưa quý vị, đó chính là chú rể Lương Minh, cô dâu Hà Xuyến. Và chúng ta sẽ cùng đến với chai rượu thứ hai rất tuyệt vời. Từ từ nào, và bây giờ hai em sẽ dừng tay một chút và chúng ta sẽ để lại cặp ly yêu thương mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho em với cặp ly yêu thương này. Xin mời. Và nếu từ lượng chú rể mà tốt, chú rể có thể rót đầy lên cũng được, không sao cả. Và gia đình con gái chúng ta sẽ để ý cách rót rượu của chú rể ạ, để chúng ta biết được tửu lượng chú rể nhà ta như thế nào, để mỗi lần chú rể trở về thăm nhà ngoại thì chúng ta sẽ chăm sóc kỹ cho chú rể, được không ạ? Và lúc này số rượu còn lại xin mời cô dâu và chú rể tiếp tục nâng cao lên nào, để chúng ta cùng rót tràn tháp ly này. Và kính thưa quý vị thân mến, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước nó sẽ tô điểm cho tình yêu thêm tươi thắm, và mật ngọt là thứ gia vị cho tình yêu thêm ngọt ngào và đậm sâu. Nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, vì tình yêu đó là chân lý, là những gì tuyệt vời nhất họ sẽ được dành tặng cho nhau. Và ngày hôm nay họ đã dành tặng cho nhau cả một cuộc sống này, cả một cuộc đời và cả một hạnh phúc này. Xin được chúc mừng cô dâu và chú rể.
Còn lúc này chúng em sẽ được tiến bước trở về trung tâm đài hoa trang trọng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một nét đẹp theo tín ngưỡng của người phương Đông và người Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Đó chính là cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau uống rượu sau buổi ngày cưới. Và chú rể sẽ nâng cặp ly yêu thương lên và đưa cho người vợ yêu quý của mình một chiếc ly. Sau đó em sẽ quay mặt hẳn về với nhau đi ạ, nở một nụ cười thật tươi, thật viên mãn, đắm đuối nhìn nhau để rồi cùng đàn chèo tay lại. Còn quý vị ơi, chúng ta đừng tiết kiệm những tràng pháo tay của quý vị ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa của quý vị để chúng ta được chúc mừng. Xin mời. Rất tuyệt vời, trang trọng, đẹp mắt phải không thưa quý vị? Và kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi nhận thấy có rất nhiều những chàng trai, những cô gái, những người bạn đang độc thân, những người bạn của cô dâu và chú rể. Và chúng tôi xin hỏi ý kiến của anh em, chúng ta muốn nhìn thấy điều gì ngay bây giờ? Nếu chúng tôi nghe được loáng thoáng ở đâu đó thì chúng tôi sẽ thực hiện theo. Và kính thưa quý vị thân mến, và hình như là tất cả anh em ngày hôm nay không muốn mong muốn điều gì nữa, cô dâu và chú rể phải không ạ? Thì lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em sẽ an tọa xuống bàn hoa long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng, để chúng ta sẽ cùng đến với những cung bậc cảm xúc yêu thương, dòng chảy của tình yêu, dòng chảy của âm nhạc sẽ được trở về với nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại quê hương Đôn Hin, Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa thưa quý vị. Khi nói về và trở về quê hương Lũng Cao, Bá Thước thưa quý vị, chúng ta đã được trở về với một xã của một huyện miền Tây của xứ Thanh, trở về với quê hương của cây chu đá, lá chu đồng, quê hương của dòng sông Mã hiền hòa chảy qua, và trở về với đại gia đình bên phía gia đình họ nhà trai chúng tôi thưa quý vị, là một gia đình rất là hiếu khách và mến khách. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ thoải mái nâng lên với những chén trà chén nước, mời bánh kẹo ngọt với gia đình. Với món quà âm nhạc đầu tiên, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được thể hiện sự hiếu khách và mến khách, xin được ưu tiên và nhường phần cho gia đình họ nhà gái trở về với chúng ta từ quê hương thôn Cao Hong, Lũng Cao. Xin được trân trọng giới thiệu một món quà âm nhạc của gia đình họ nhà gái trước ạ. Xin mời. Vâng, lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn ạ. Kính thưa quan bên này họ, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Xin thay mặt cho bên họ nhà gái của chúng tôi, chúc cho hai cháu cho năm hạnh phúc. Tôi xin gửi tới quý vị và trong hôn lễ ngày hôm nay một ca khúc đường mang tên Đám Cưới Như Mơ ạ. Xin được kính thưa với toàn thể các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, cũng như toàn thể quý vị thân mến. Và chúng ta sẽ tạm chia tay với những món quà âm nhạc. Đến lúc này đây, cho phép cô dâu và chú rể xin phép được đón nhận với những món quà tràn đầy yêu thương của hai bên gia đình chúng ta, sẽ được liên tục trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu dành tặng cho đôi con trẻ. Nào xin mời em sẽ cùng khởi thân đứng lên, xin phép được đón nhận với những món quà tràn đầy yêu thương của đại gia đình chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, với món quà đầu tiên, chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu vinh danh sự hiện diện của song thân, bố mẹ thân sinh của chú rể Lương Minh, sẽ được tiến bước trở về cùng với hai con, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương của bố mẹ, sẽ được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và lúc này đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu, sẽ là sự hiện diện đồng thời của song thân, đó là bố Đuân và mẹ Hà, sẽ được tiến bước trở về cùng với hai con trong giây phút tràn đầy hạnh phúc này. Kính thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, mà che già ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây, 9 tháng 10 ngày măng đặng đẻ đau, và biết bao gian truân khó nhọc trong cuộc sống để nuôi con khôn lớn. Và đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất, tràn trọc nhất của hai con thì cũng đã đến. Với những người làm cha, làm mẹ đang vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động được trở về dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương. Thật đúng rằng là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất, tinh túy nhất của những người làm cha làm mẹ, luôn được lo lắng, luôn được vun vén cho hai con có được hạnh phúc vẹn tròn như ngày hôm nay. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ được thay lời cho hai con yêu của bố mẹ Lương Minh, Hà Xuyến xin phép gửi gắm những dòng tình cảm như lời cảm ơn. Trước tiên là đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho hai con có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Sau đó sẽ được kính chúc đến cha mẹ luôn có một sức khỏe, hạnh phúc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn đi ạ, để chúng ta được chúc mừng cho đôi con trẻ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là những món quà tiếp theo đến từ em gái thân yêu của chú rể, được tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu. Và xin được kính chúc quý vị thân mến, và lúc này chúng ta đang được đến với những món quà tràn đầy yêu thương của đại gia đình họ nhà trai chúng tôi. Và đó là sự hiện diện của người em gái yêu quý của chú rể Lương Minh. Em đang có món quà tràn đầy yêu thương dành cho chị dâu cùng với anh trai người vui trang trọng này. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ được thay lời cho anh chị sẽ được cảm ơn với tấm lòng nhiệt thành với món quà tràn đầy yêu thương của em gái xinh đẹp rất nhiều. Và kính thưa quý vị, và sau đây sẽ là món quà tiếp theo đến từ anh Lư và anh Lĩnh sẽ cùng tiến bước trở về với cô dâu và chú rể, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin mời ạ. Một danh sách rất dài thưa quý vị, có gần đến 30 món quà của gia đình họ nhà trai đã được đăng ký. Và lúc này xin được trân trọng giới thiệu món quà của hai anh Lư và anh Lĩnh sẽ cùng tiến bước trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu, được dành chọn với những món quà tràn đầy yêu thương dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Và sau với món quà của hai anh Lư và anh Lĩnh sẽ là món quà tiếp theo của các bác Thảo và bác Thơm chuẩn bị. Sẽ đang còn rất nhiều với những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu thưa quý vị. Trong khi chúng ta đang được đến với những món quà này, xin mời quý vị chúng ta sẽ thoải mái tiếp tục nâng lên với những chén trà chén nước mười bánh kẹo ngọt với gia đình chúng tôi. Sau đây xin được trân trọng hai bác kính mời sự hiện diện của bác Thảo và bác Thơm. Xin mời hai bác ạ. Và sau với món quà của gia đình hai bác Thảo và bác Thơm sẽ là những món quà tiếp theo của cô Trung và chú Thức chuẩn bị. Xin được trân trọng vinh danh kính mời sự hiện diện của cô Trung và chú Thức. Và sẽ là món quà của bác Quý và em Quý chuẩn bị. Một danh sách rất dài thưa quý vị, rất nhiều với những món quà đã được đăng ký với ban tổ chức chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu món quà của bác Quý và em Quý. Xin mời bác và em sẽ được tiến bước trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu. Và sau với những món quà này sẽ là món quà của bác Quyền và bác Mộc Cường chuẩn bị. Đang còn rất nhiều và những món quà sẽ được liên tục trở về với nhịp cầu sân khấu thưa quý vị. Xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến với những món quà tràn đầy yêu thương này. Chúng ta sẽ thoải mái tiếp tục nâng lên với những chén trà chén nước, 10 bánh kẹo ngọt với gia đình chúng tôi. Xin mời quý vị. Và sau đây, xin được trân trọng giới thiệu với món quà của các bác Quyền và bác Mộc Cường, được tiến bước trở về với cô dâu và chú rể, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin mời. Và sau với món quà của bác Quyền và bác Mộc Cường sẽ là món quà của các bác Thuật và bác Thắng chuẩn bị. Sau nữa sẽ là bác Vững và bác Bằng chuẩn bị. Xin được thay lời cô dâu và chú rể, xin cảm ơn với những món quà của các bác rất nhiều. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu món quà của bác Thuật và bác Thắng, được tiến bước trở về với cô dâu và chú rể. Xin mời ạ. Những dòng tình cảm, sự yêu thương vô bờ bến đang được minh chứng đủ đầy từ nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay, được thông qua với những món quà tràn đầy yêu thương của gia đình chúng ta, luôn luôn vun vén mong muốn cho đứa con trẻ được trăm năm hạnh phúc, ấm no đến muôn đời con đàn bà cháu đống. Và lúc này chúng ta đang được đến với những món quà của bác Thuật và bác Thắng. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu món quà của bác Vững, bác Bằng sẽ được tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu. Xin mời. Sau với món quà của bác Vững, bác Bằng sẽ là những món quà tiếp theo của các anh Hiếu, anh Huyền chuẩn bị. Sau nữa là chị Huy và chị Cường chuẩn bị. Xin được trân trọng giới thiệu với những món quà của các anh
anh Hiếu, anh Huyền. Xin cảm ơn các bác. Bác Vững, bác Bằng rất nhiều ạ. Sau đây xin được giới thiệu món quà của các anh Hiếu, anh Huyền. Món quà sau nữa, sự chuẩn bị của chị Huy và chị Cường chuẩn bị. Còn rất nhiều và những món quà sẽ được liên tục trở về với nhịp cầu sân khấu thưa quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu với những món quà của chị Huy, chị Cường. Được tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu, được trân trọng kính mời. Và món quà tiếp theo nữa, sau món quà của chị Huy, chị Cường, là món quà của chị Mạnh và bạn Oanh chuẩn bị. Trong khi chúng ta đang được đến với những món quà yêu thương này, xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục nâng lên với những chén trà, chén nước, mời bánh kẹo ngọt với gia đình chúng tôi. Xin mời quý vị. Và sau đây sẽ là món quà của chị Mạnh, bạn Oanh sẽ tiến gần trở về với sân khấu sẵn đi ạ. Xin mời chị Mạnh, bạn Oanh. Và tiếp theo nữa, sự chuẩn bị của anh Ánh và chị Như chuẩn bị. Xin mời ạ, chị Mạnh và bạn Oanh. Xin được trân trọng giới thiệu món quà của anh Ánh và chị Như. Và sau nữa sẽ là món quà của các bạn, bạn Chiến, bạn Hảo chuẩn bị. Tiếp theo sẽ là món quà của bạn Chiến và bạn Hảo. Rất nhiều và nhiều món quà tràn đầy yêu thương. Cô dâu và chú rể sẽ cố gắng đứng lâu một chút nữa để được đón nhận tất cả và những món quà tràn đầy yêu thương của hai bên gia đình. Xin mời hai bạn, bạn Chiến, bạn Hảo sẽ được tiến bước trở về cô dâu và chú rể với những người bạn trong ngày vui trang trọng ngày hôm nay. Xin mời ạ. Xin mời đồng thời hai bạn Chiến và Hảo. Xin mời ạ. Và đó là những món quà tràn đầy yêu thương của gia đình họ nhà trai chúng tôi, thưa quý vị. Mà chia tay với món quà của các bạn Chiến và bạn Hảo, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với những món quà tràn đầy yêu thương của những vị đại diện của gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng vinh danh kính mời sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của cô dâu Hà Xuyến cùng với anh trai được tiến bước trở về cùng với em. Xin mời bố mẹ cùng với anh trai. Và kính chúc quý vị thân mến, sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, và đến ngày hôm nay bố mẹ đang được đón nhận những dòng tình cảm vô cùng tuyệt vời của bà con lối xóm, gia đình con trai chúng ta, anh em bạn bè được trở về chung vui cùng với cô dâu và chú rể trong khoảnh khắc yêu thương và trang trọng, tràn đầy xúc động ngày hôm nay với những người làm cha làm mẹ đang vô cùng hạnh phúc được trở về cùng với hai con, được dành chọn với những tình cảm yêu thương vô bờ bến, với những món quà tràn đầy yêu thương để mong muốn cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, với những người làm cha làm mẹ trong giây phút yêu thương này đã được trở về dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương, cũng luôn luôn mong muốn cho đôi con trẻ được trăm năm hạnh phúc ấm no đến muôn đời, con đàn và cháu đồng. Đó là điều tuyệt vời nhất mà những người làm cha làm mẹ được mong muốn cho hai em. Và kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng chúng ta đang được nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của những người làm cha làm mẹ, trên đôi gò má của cô dâu ngày hôm nay, thưa quý vị. Nhưng những giọt nước mắt này, thưa quý vị, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị được không ạ, để chúng ta được chúc mừng cho đại gia đình hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Và cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho hai con yêu của bố mẹ, xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành nhất đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho hai con có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay, và luôn luôn vun vén, luôn luôn giúp đỡ cho hai con có được một mái ấm gia đình tràn đầy hạnh phúc. Xin được cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và bố mẹ sẽ nán lại trong giây lát ạ. Nhiếp ảnh gia chuyên gia của gia đình sẽ giúp đỡ bố mẹ cùng với hai con lưu lại với khoảnh khắc yêu thương và trang trọng ngày hôm nay. Và mẹ ơi, mẹ sẽ nán lại một chút ạ. Bố cũng sẽ nán lại cùng với hai con một chút ạ. Nhiếp ảnh gia chuyên gia của gia đình sẽ được lưu lại với khoảnh khắc tuyệt vời dành cho bố mẹ cùng với hai con trong ngày vui trang trọng ngày hôm nay. Những hình ảnh rất đẹp, thưa quý vị. Sau đây,
sẽ được trân trọng giới thiệu với món quà của người anh trai. Xin mời anh trai sẽ được tiến bước trở về cùng với em, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương của anh. Xin mời và kính thưa với các ông, các bà, cô, dì, chú, bác hai bên gia đình cũng như toàn thể quý vị thân mến, để cho cô dâu và chú rể có một chương trình đại lễ thành hôn long trọng đúng và đủ đầy trong nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay thưa quý vị. Công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ thì chúng tôi đã kể đến, sự vun vén của hai bên gia đình, các cụ công các bà đã luôn lúc giúp đỡ cho cô dâu và chú rể được hoàn thiện chương trình ngày hôm nay. Với những người làm anh làm chị cũng đã phải lo lắng rất nhiều, cũng đã được cố gắng để mong muốn cho cô dâu và chú rể có một chương trình đại lễ thành hôn long trọng như ngày hôm nay. Đặc biệt anh trai đang có những món quà tràn đầy yêu thương. Xin được cảm ơn anh trai rất nhiều với những món quà tràn đầy yêu thương của anh. Sau đây sẽ được trân trọng giới thiệu với những món quà tiếp theo của cô Chuyên và chú Sức Làng Son sẽ cùng đồng thời tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu ạ. Bằng tấm lòng rộng mở, bằng tình yêu thương vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ, các cô các chú các anh các chị, chúng ta đang được trở về đây, được minh chứng đủ đầy để nhịp cầu sân khấu chính này với những món quà tràn đầy yêu thương. Đó là tiền đề tốt đẹp nhất cho đời sống vợ chồng. Ngôi nhà nhỏ của hai em sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Những giây phút tràn đầy hạnh phúc thưa quý vị, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được cảm ơn đến cô và chú rất nhiều và những món quà tràn đầy yêu thương. Được trân trọng cảm ơn đến cô chú. Vâng, kính thưa quý vị, còn quý vị nào chúng ta đang còn có những món quà tiếp theo đã chuẩn bị nhưng chưa đăng ký không ạ? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ trở về đăng ký bổ sung đi ạ, tránh cho sự thiếu sót của những người làm chương trình chúng tôi. Kính thưa với các ông, các bà, cô chị, chú bác cũng như toàn thể quý vị thân mến, với những lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, cô dâu và chú rể không thể nói hết bằng lời đâu thưa quý vị. Để thay vào đó, chúng ta sẽ cùng được đón nhận một cái cúi đầu thật sâu của cô dâu và chú rể để thay cho ngàn lời cảm ơn được không ạ? Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị để chúng ta được đón nhận lời cảm ơn của đứa con trẻ. Xin mời. Và đó là lời cảm ơn chân thành nhất của đứa con trẻ xin phép gửi gắm đến hai bên gia đình của những toàn thể quan khách quý, anh em bạn bè. Và kính thưa quý vị, từ đầu chương trình chúng tôi đã xin phép hỏi ý kiến của hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình có trở về với nhịp cầu sân khấu để có những đôi lời nhắn nhủ cùng với cô dâu và chú rể hay không, thì hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình đã được ủy quyền lại cho ban tổ chức chúng tôi ngày hôm nay tất cả thưa quý vị. Vì vậy, cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ được thay lời cho hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình cũng như toàn thể các cụ công các bà, toàn thể quý vị xin được nhắn nhủ và mong muốn cho đôi bạn trẻ kể từ ngày hôm nay và cho đến mãi mãi sau sẽ luôn rộn rã tiếng cười, chồng thời yêu vợ, con thời yêu cha, sớm khuya hòa thuận cả nhà, đối nội đối ngoại thì phải đậm đà trước sau, nếu biếu bà nội miếng câu, nhớ biếu bà ngoại miếng trầu bà nhai, nếu ông nội được nửa đến em tay thì ông ngoại dứt khoát cũng phải được chai rượu đầy, chớ nên bên béo bên gầy, bên béo thì chớ bên gầy cười chê. Em nhớ kỹ chưa nào? Cảm ơn ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn quý vị được không ạ, để chúng ta được chúc mừng cho đôi con trẻ được trăm năm hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính thưa quý vị, toàn thể quý vị chúng ta được có mặt tại đây, chúng ta đều biết rằng tất cả những người đàn ông nói chung và với tân chú rể Lương Minh của chúng ta ngày hôm nay nói riêng, thì trong cuộc sống này, trong cuộc đời này và trên cõi nhân sinh này sẽ phải trải qua và hoàn thiện ba công việc lớn trong cuộc đời thưa quý vị. Đó là gì ạ? Đó chính là cưới vợ, tậu trâu và làm nhà. Nhưng chúng ta đang được sống trên ngày cuối của năm 2022 rồi, đất nước Việt Nam của chúng ta trong xu thế hội nhập với bốn biển năm châu, thì ba việc lớn của chú rể ngày hôm nay sẽ có một chút thay đổi nhỏ thưa quý vị. Đó chính là cưới vợ, tậu xe và làm nhà. Ngày hôm nay sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị đã tạo một tiền đề rất là tốt đẹp cho những cô dâu và chú rể hoàn thiện xong công chuyện lớn đầu tiên trong cuộc đời, đó chính là dựng vợ và gả chồng. Một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa của quý vị để chúng ta được chúc mừng cho đôi con trẻ được không ạ? Cảm ơn quý vị. Và những niềm vui trang trọng như ngày hôm nay, những cái làm chương trình chúng tôi sẽ được kính chúc cho hai em kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, hai em sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng cố gắng hoàn thiện xong hai công chuyện lớn tiếp theo, đó chính là tậu xe và làm nhà trong thời gian ngắn nhất có thể. Còn công việc nào trước, công việc nào sau thì hai em sẽ cùng bàn bạc thống nhất thật kỹ lưỡng để đi đến quyết định được không ạ? Bắt tay chú rể cái nào và chúc mừng cho em. Và chúng tôi xin được phép so sánh như thế này thưa quý vị. Ngày hôm nay chú rể Lương Minh cưới được cô dâu Hà Xuyến thì chẳng khác nào cưới được một cục vàng nặng khoảng 45-46 kg, đúng không chú rể? Sở dĩ chúng tôi nói như vậy thì chắc hẳn chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi với chương trình của chúng tôi: vàng gì mà nặng đến nhường vậy? Thì chúng tôi xin được nói như thế này: vàng này thì không phải vàng 4 con 9, không phải vàng 9 con 4, không phải vàng của Tàu, cũng chẳng phải vàng của Việt Nam, mà đích thị đây là vàng 9 và vàng 10. Biết nói, biết cười, biết ăn xôi gấc, biết xơi cả thịt gà, biết kính mẹ, biết thưa cha, biết sinh em bé để cả nhà cùng vui. Nếu quý vị đồng ý một điều là như vậy, một tràng pháo tay thật to thật lớn thật giòn giã đi ạ.
Và xin được kính thưa quý vị thân mến, quả thật rằng niềm vui và niềm hạnh phúc thì còn mãi mãi, nhưng do thời gian không cho phép, đặc biệt hơn nữa công việc của đại gia đình chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì đang còn rất là nhiều, rất là bộn bề. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin phép được khép lại chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho đôi con trẻ tại đây. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ dành khoảng 3 đến 5 phút dành cho đại gia đình, hai bên gia đình chúng ta sẽ thoải mái tiến bước trở về với cô dâu và chú rể ạ, để chúng ta sẽ cùng lưu lại với những khoảnh khắc yêu thương và trang trọng tràn đầy hạnh phúc này. Xin mời.